lọc rau luôn á. Đâu có lọc gì đâu, em vũ cho sạch gì nè, em ăn cái động chỉ của nó thôi. Đó gì nè, xong rồi nè. Đó nè, không ăn lá nha, chỉ ăn cái cọng thôi. Ăn luôn như con bò vậy đó. Trời ơi, con dắt. Nè nè các bạn, nó không đi dưới nước này nè, nó ngứa ngứa. Nó như con đẻ nhưng mà nó nhỏ các bạn. Nè nó đo nè, nó kiếm máu á, nó kiếm bao máu nó hút nè. Rồi bành bành không. Ê ê ê ê. Ảnh lía lịa kìa. Quăng vô trong cái đi, quăng trong cái đi. Ê, đó, đó, cái này bị liệt nè. Quăng vô trong trước đi. Đó, 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 đó. Thỏ đi từ xa kìa các bạn thấy không? Đó. Rồi ok, hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Cá Cược TV. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi thăm bẫy các bạn. Thì vẫn như mọi khi thì hôm nay đi thăm bẫy trồn rồi bẫy cá luôn các bạn. Thì nếu mà có mặt ông thì thằng Thỏ nó bắt luôn. Thì hôm nay đi chung với thằng Thỏ. Đó thì bẫy cạm trồn mà thua nghe các bạn. Tại vì lý do nước ngập lên láng, bữa nay nó chưa cạn kịp. Khoảng từ 3 ngày đến 1 tuần nó mới cạn kịp, thì lúc đó mình mới sửa bẫy và đặt lại hoàn chỉnh các bạn. Tại hôm bữa mưa lớn quá rồi nó ngập đinh láng hết rồi, giờ chỉ thăm có mấy cái lác đác giống như là mấy cái mà gọi chinh khô thôi, chứ còn mấy cái dưới nước là hôm bữa anh em dỡ lên hết luôn. Cho nên cạm trồn thì chắc có lẽ là khi nào dính mới có thành quả thôi các bạn. Tại vì giờ nó cũng không dính hết rồi, tại vì đâu có đặt đâu, nên dỡ lên hết nên cũng không có để trong video này nhiều. Chỉ có lời cá là còn nguyên vẹn thôi nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ thăm ở đây có 4 cái cạm là ở trên khô, trên nó ở trên cạn đó, nói chung cả nó không ở dưới nước, cho nên Cường sẽ quay 4 cái này cho các bạn xem luôn nha. Còn đúng là cái đường nè, hai đường này nằm trên khô nè, đó mới còn 4 cái cạm thôi, còn mấy cái đường kia thì ướt hết ngập, nhưng mà đâu muốn gần đầu gối luôn à. Cho nên mấy cái đó là kiểu mình dỡ lên để trên khô hết trơn rồi, để khi nào mà nắng nhiều rồi nó cạn lại các bạn, thì mình lúc đó mình mới cho bẫy xuống lại đặt lại y thinh. Đó là vậy đó. Ui thiệt là chán quá đi. Đi vừa xuống bẫy 40 cái cạm ngay lúc trời mưa luôn mới ghê. Đây cái cạm này các bạn. Một cái đây. Đó, chỉ được có mấy cái đây là nó khô nè. Cũng còn vài cái khô nữa nhưng mà dính thì Cường mới để vô đây nha. Chứ còn mà không dính để đây là video nó dài lắm. Coi coi mệt nghỉ luôn á. Còn một cái trong đây. Rồi không sập luôn các bạn ơi. Đi thêm. Đây. Đó giữa đường đó các bạn. Cái lối đi vào. Đó. Đó một cái đó. Rồi, ok để qua bên bờ kế bên nữa. Cũng hai cái. Và chỗ nó cũng khô như thế này nè. Chứ không có bị ướt mưa như mấy chỗ kia. Rồi bà anh quay hai cái đó coi. Có thành quả thì chia sẻ tiếp luôn nha các bạn. Rồi cạm trồn mà thua các bạn ơi, ngập quá trời ngập rồi, ngập lên láng luôn. Ngập lên tới biển mà lên gì. Giờ tới cử thăm lờ nè. Nãy có chào các bạn rồi nhưng mà Thỏ chưa chào, chào cái Thỏ. Đây là ông Thỏ, ông Thỏ vlog lộn. Ông sửa ông Thỏ. Cắn. Từ từ trời. Mãi nhiều. Mũi không này là từ nó bu gật kìa. Ôi trời ơi kìa. Rồi. Đây là Thánh gọi là né camera nè bạn, chùm ông chùm né camera đó. Bánh mì để em theo ăn luôn đi. Thôi ăn mất hẹn chết đi. Rồi cái lại gần đây không, để tới đó bấm máy hoặc là đi luôn. Mình đi trước kia lên chứ. Gì? Đi kia lên. Nè bên đây còn nè, bên đây trước cái là 4 cái truyền thống đó. Đi dưới đây lên đi, xong dưới đây lên gặp lên đi. Cho đỡ gối phải không? Ừ. Rồi ok, let's go, mãi yêu. Trời. Cái đầu tiên luôn các bạn, cái này em bữa nó dính nè. Hai con cá lóc nè. Nó nằm ở ngoài đường. Để lấy nữa hả? Ê, phong, đợi mày, chổng hả gì? Sao cho coi. Bữa dính hai con cá lóc nè, bữa nay dính con cá gì đây?
lên. Không. Cái lợi em thắc mắc tại sao nó nổi lên phải không? Ừ. Anh nói cho lý do nè. Cỏ nó hoạt động nó lên, nó lớn, nó nhúng nhích á. Nó năng lợi lên. Có lỗ tùng nè. Có lỗ tùng nè. Ờ có lỗ tùng nè. Bữa ăn cặp cá lóc rồi, bữa nay coi có gì dễ thử á. Này cặp cá chốt. Cá lóc. Này cặp cá lóc. Rồi. Trời ơi một con cá lóc bằng trước luôn các bạn. Cầm tay luôn. Anh thấy lỗ tùng có gàn mà đúng không? Lỗ tùng mà. Lỗ tùng là nó sẽ năng cái này lên các bạn đó. Ui trời đất ơi, giờ được hai con các bạn, con cá sặc, con cá lóc. Ui ui, nó đen nè các bạn. Lý do tại sao biết nó đen không? Ở cỏ với lục bình, mấy chỗ ẩm ướt gì nè, nó đen lắm. Còn mà ở trống trống là nó trắng. Tại nó sơn. Nữa hả? Cá lóc cũng sơn nữa hả gì? Sơn nữa. Cá này có pha trộn gì nữa không? Ủa con này bự bộ, bự hai con hôm bữa mà. Ú ghê trời. Ừ, trọng ghê, con này trọng vừa tay luôn các bạn. Con này nó hay gồng lắm nha các bạn. Đây. Nè, nó sôi, nó sôi. Tà đầu luôn ha. Nó sôi tà đầu luôn. Ừ, chính tính ra cái ở ngoài này nó nhảy ghê các bạn. Bữa cặp cá lóc bữa nay con cá lóc nữa nè các bạn. Nó gồng đó. Để gần gần ngoài nó gồng. Cái con cá đồng á thì cái đầu lúc nào nó cũng dài hơn con cá nuôi hết trơn á. Cá đồng là cái bụng nó sẽ có nhiều cái đốm đen nè, ông thấy không? Nè, ở dưới đây nè, thấy không? Đốm đen quá trời nè các bạn thấy chưa? Nè. Nhưng mà cái đầu nó dài hơn cá nuôi. Còn cá chê lại nó lại ngược cái nữa. Cá chê ngược cá lóc. Là nó bông nhiều là cá chê phi, cá chê lai nha các bạn. Mà nó da trơn luôn. Xám xám hoặc trắng. Một đến hai màu đó thôi. Mà nó có bông hay là có màu hồng. Bông chấm đen nhiều là nó là cá phi cá lai nha các bạn. Còn cá lóc. Cá chê cá chấm đen nhiều thì lại là cá lóc đồng nha các bạn. Vậy là không có cá pha trộn nữa nha. Hôm bữa mày hỏi cái ốc chó này là tại sao tao gọi tên ốc chó nè. Tại vì nó là ốc chó. Không phải, cây này trộm hương nó thích ăn lắm nha, mà cái trái hôm bữa Cường có ăn nè, trái ốc chó. Tại vì cái trái nó nhìn giống như cái ốc con chó này, nó cứ cà hạt ở trong á. Tưởng đâu là cái cây nó ngu như con chó đó không? Gọi là ốc chó, đúng xàm thiệt rồi, tới cây mắc cỡ các bạn ơi. Nè đi dướng quần lắm, đi khéo khéo một tí. Ôi trời ơi, ai yêu đương gì với mày đó, mày lại mày nắm tay nữa nè các bạn. Tới chưa bữa dính con cá gô mè nè. Cái này cá mè đồng quá rồi, anh nghiên cứu nữa tôi dở bà cho nhanh. Cái này chắc chắn không chạy, không chạy nè, cá sặc không luôn. Kệ, có cá nhỏ hay có cá lớn vô đây, có ba không ta? Ừ. Ba gùa được không ấy? Có ít. Ở đây ít gùa. Rồi tiếp tục luôn các bạn. Chăng có nha. Chăng có không? Chăng nhiều á. Bên đây. Chăng có. Cường xin trân trọng thông báo quảng cáo một cái video để duy trì tài trợ cho kênh, thì anh em thích thì chơi, không thích thì chơi nha. Thì Cường giới thiệu các bạn một cái game VH88. Đó thì trong đây có chọi gà, bắn cá, đá banh. Thì khi rảnh rỗi Cường rất thích là bắn cá các bạn. Và cái game này đặc biệt đó là rút nạp tiền rất là nhanh chóng luôn các bạn ơi. Khi các bạn nạp 100k thì sẽ được tặng 88k đó. Và đặc biệt game có ưu đãi nè, rồi khuyến mãi nè. Tôi nói nhiều quà tặng lắm nha các bạn. Đây, ưu đãi nè, nó rồi khuyến mãi nè. Các bạn thấy không? Nó. Rồi, anh em chơi thì nhớ tải VH88 hoặc là Cường sẽ để đường link ở bên dưới, các bạn có thể tải về hoặc Google các bạn gõ VH88 đó là ra nha các bạn. Không chạy luôn. Có lủng không mày kỳ vậy? Hai đầu không? Ta. Ngập quá vậy. Ê, lủng ở trên kìa, ngay cái tay trên kia kìa. Trời ơi, hàng chi. Một lỗ bành trướng luôn. Lấy cây xỏ nghe, lấy cây đương nghe, cây đương xỏ nghe. Nè, lủng rồi các bạn thấy không? Rồi, ở đây nữa. Đây là lỗ nữa nè. Hàng chi với chị, đây là nó nóng dính vậy. Cô kẹp rồi. Rồi, đưa nó đi. Ừ, xỏ ngang cái đẩy đại nó là thành cái cây luôn vậy đó. Ừ. Nói bởi vì nó sao lời không chạy. Hay lắm, mấy cái lúc mà lờ gách gì nè, không thấy phải tật lấy đâu. Lúc dính cá là bị lấy, hay lắm. Nó nổi thôi, cho nó đừng ừ, đừng có ngập quá không dính. Là cá này ngộ vậy à. Không mà luôn rồi không. Gì mà không vô con rắn mà ta. Dở cái coi. Không vô luôn. Còn bên kia kéo cái nữa không, kéo luôn phải không? Không có cá nhỏ vô, đâu có cá lớn vô. Phải có cá nhỏ vô. Không, bên đây cái đi nè, bên đây cái trước đi.
Nè đây cá lợ nè, tự nhiên bỏ rồi. Nè tao mày dở thúi quá, đây tao dở rồi. Tao dở lên, tao dở lên, tao dở lên cái thủng luôn chứ không có thúi nữa nè. Đâu cá sặc một bầy luôn. Chạy thiệt luôn mày ơi, cá sặc không à. Ồ sâu sâu rồi đó, nó không có chạy. Rồi đó. Ôm bữa chìm dữ lắm mà sao này nổi dữ vậy. Đó, kìa. Giật giật kìa, giật giật kìa. Thấy gì chưa? Đâu đâu, động lại coi, giật coi. Nè giật nè, đó, đó. Rồi giả luôn. Trời ơi. Con cua mẹ nó bự. Khủng hoảng rồi chứ. Nó giật giật nè. Thọ lòng tiếng dữ lắm. Thiệt tình. Trời ơi, con cá cua mẹ nó bự, chà má nạn luôn. Dứt phát luôn em ơi, đừng nương tay với nó. Nó con này hai ngạnh nó bén lắm, nó hai có hai cái dao hai bên ngạnh đó. Nó mà nẹt cái là mũ ta đi. Nè các bạn thấy không, không có ngon nữa đâu. Nó già. Nó bự thôi. Ngon ăn được. Ngon ăn được đó, ok rồi cho đó luôn. Tuyệt vời các bạn, giờ đi tiếp nữa nha. Đừng con cá rô mè mà làm giật tưởng nó cá lớn dữ lắm rồi đó. Hồi thăm hồi dính một chăng. Đây. Coi cái này coi có sập không? Sập hả? Ồ cái giữa cây sập rồi kìa. Nó nằm ở đâu rồi? Nè, cái bẫy nè các bạn. Nằm dưới đây nè. Rồi dính con gì? Trà bá con gì bự dưới vậy? Nè. Trời ơi, cái giò nè. Cái nóng lạnh chưa? Bự dữ vậy? Ủa giống như bự ghê trời. Trời. Chết rồi vậy? Nó đâu có chết đâu mà nó không có thở nữa. Nó không có thở nữa. Tao dính cái đuôi quặn nó mấy lớp luôn kìa. Trời ơi, nó bự. Thôi mà chuột chết bỏ đi em ơi. À, nó còn kêu kìa thỏ. Nó bóp rồi. Anh muốn nó kêu không? Đó. Túng xàm thì chết. Thôi bỏ đi mấy cái đồ chết bỏ. Ủa chạy. Trồn chết thì ăn được nha, mà chuột chết ăn bệnh lắm à. Không ăn trồn anh ăn không? Không, bự cái này ăn gì nổi. Bự lắm. Còn không, để đây làm mồi. Em đặt cái bẫy ra đi rồi để đây làm mồi nè. Con mớp nó ăn á. Em về chiên làm được lít á. Trời ơi, đồ tía. Lít mật ong hay là lít rượu? Trời ơi, tưởng lít mật ong chứ. Rồi để tới bẫy tiếp theo mình quay tiếp luôn các bạn. Ở đây dính con chuột cũng nhùm trà bá luôn các bạn. Trà bá nợ anh á. Không giật luôn hả? À? Không giật. Đây cầm cho, dễ đi. Có chạy cá này mà không biết cái gì nè. Đó. Trời ơi. Dễ hẳn coi mày. Dễ muốn cá sặc. Cái gì cá sặc dữ vậy? Tại vì hôm nay có chạy cá của gàng mà. Cá sặc kinh khủng chưa các bạn thấy không? Trời ơi, thôi để nó đi, nó làm mồi cho nó. Đừng, trong đây kín mà. Hỏng lên. Ừ, vậy đó. Đi xe lại. Ừ, đó là. Cái này như tới cái lợ hôm bữa con Lương chết phải không? Lương đâu cỡ 3-4 lạng gì á. Này Lương sống không đó. Nó bữa con đặt đâu ngã cái lợ cái này đó. Thì nước nó giật nó phải ngã rồi, với nước chảy nữa. Có kìa. Thấy kìa. Con gì vậy? Cá lóc chà bá luôn, mà lớn rồi nè. Trời ơi, cái chào cứng nè các bạn này nè. Đó. Rồi tiếp tục luôn. Cái này sao? Trời quá phải không? Cái này chạy. Trời thấy ướt kìa. Mày dở cho. Cái này chạy á. Cá lóc. Trời ơi, một cặp cá lóc luôn. Anh thấy chưa? Này là phải nè. Ó, nhìn nè. Nó đột này lên nè các bạn thấy không? Nó tung á. Nó đột lên nè. Nè dứt. Chảy ghê chứ. Cũng trời. Ngon kìa. Cá lóc cũng trọng trọng bằng cầm tay á. Cầm tay mà nhỏ hơn cầm tay thôi chứ không phải là cầm tay lớn. Cầm tay em bé. Không, cũng cầm tay bình đó mà nó ốm tí. Cá đồng mà, chứ đâu phải cá nuôi đâu mập. Này cá đồng mà. Cá đồng nó chuẩn vậy nè. Chứ còn mà cá nuôi là bành không. Ê. Ảnh lía lịa chứ. Quăng vô trong chứ đi, Đem đi. Ê, đó, cái này mới đi thiệt nè. Quăng vô trong trước đi.
Vãi trời. Xem đi hoài. Bỏ trong đi. Cho coi rồi đó. Coi rồi. Rồi không? Rồi bỏ vô. Anh cứ cầm kìa. Xem đi được rồi đó. Ba lần đi nè các bạn. Mé nước cái bên nè. Hai chồng ta đi chơi cái tự nhiên cái chui vô. Ờ. Cỡ một rồi ta. Cỡ. Ừ, chấm đen nhiều ghê không? Đã ghê. Con nào được nào cá ta? Không biết được không? Đó là liếm mấy cái lỗ của nó là biết được được cái à. Không được coi coi. Con này được. Sao biết được? Con này con ấy nó bự hơn. Trời. Cái này cái. Nè. Cá mày phân biệt được cái, người ta phân biệt cái đầu thôi là biết rồi, với lại người nó ngắn là biết con cái con đực rồi. Cái này con đực nè, này cái nè. Ốm nè, thon nè là con đực, còn mập mập ú ú là con cái á. Sao cứ vợ không lựa nhỏ xíu vậy biết. Gu người ta thích mở rồi sao không nội. Ê sao ở giữa nó lên bận dữ kìa thọ. Ghê vậy. Từ từ để nó nước nó cạn xuống là được rồi. Đi cầm cái vỏ đi, qua đó thầm cái nữa. Cầm vỏ. Có chỗ tung không? Ừ, có dấu tung lên kìa. Thấy không? Ừ, dấu tung lên, nó đội lên nè các bạn thấy không nè. Ừ. Nè nó đội cái này lên nè. Dấu tung nó thì cá. Thấy không? Còn cá lóc. Đó. Vừa ăn. Đây cầm, tao đi cầm cho chị Phan nha, tao hả buông. Rồi. Nó giờ nước không, các bạn không dám bỏ cái vỏ xuống luôn nè. Nước lỉnh lãng luôn. Còn hơn là mùa lũ nữa. Ủa cái này mùa lũ mà. Ừ. Kỳ này mà rớt là đi đó. Này rớt là đi đó. Chứ không còn cơ hội để xém đi được nữa. Rồi bỏ trong đi. Cá lóc quá quen thuộc rồi. Con nào bự bự mới review rồi cặn cảnh rồi. Ngon các bạn. Qua luồng bên đây được con cá lóc. Luồng bên đây nó chung với cái luồng lờ hôm bữa Cường đặt cái lờ truyền thống đó các bạn. Nè cầm thỏ. Tại vì cầm camera quay cái nó cầm cái vỏ nặng quá nó không đi không chuẩn, nó lắc quá. Ui một ổ kiến đen luôn các bạn ơi nè. Đó. Rồi nhớ cho một cái rồi đó. Vậy là cái cuối ba cái hả? Chạy 50 thôi. Lỏng quá. Ừ. Thấy không? Xác xác vô đây một tí. Chống quá nó có chạy. Nó kệ là lỡ để đi. Chiến sau còn chiến sau. Cầm đi. Giờ luôn hả? Vì nó đối diện với cái bên kia luôn phải không? Nó đối diện mà. Bây giờ luôn các bạn, nó thấy không dính nè. Ờ bộ sâu chứ gì? Coi chừng cái điện thoại nha. Ở đây có bông súng chỉ nè các bạn, cái bông súng này ngon lắm nè. Rồi nó nhét lờ luôn. Ê nhỏ một mớ bông súng chỉ thọ. Cái này cái vậy? Thì có vàng mà. Đó, bông súng chỉ đó ông ơi. Nè nguyên cái bông súng của người ta nè mà lao phải nè. Đó nè thấy không? Ừ. Bông súng chỉ đó nguyên. Nó làm gì? Có nhiêu nó làm gì? Trời chấm cá kho ngon lắm, ăn thử coi, thấy trên mạng người ta ăn quá trời á. Cũng chết mấy người rồi. Mò xuống tới góc em chơi nguyên bụi luôn. Mò xuống tới góc em bợ nguyên bụi lên. Đâu nguyên bụi của cây của nó luôn á. Là ăn súng chỉ mà. Đó, bông súng chỉ đó thấy chưa? Đó. Tuyệt vời. Rồi ăn đi. Đây. Này, lên đây. Đây là bông súng chỉ nè các bạn. Chấm cá kho ngon lắm. Không nổi nước vàng không ăn gì. Để rửa nước sạch nó ra. Đi qua đây. Bông súng chỉ này là mình ăn không cần mình lột vỏ nữa các bạn. Đó này là quay cuộn vô, quấn vô, ăn với hẹ nước. Đây nè, đây nè. Ăn với hẹ nước ngon lắm. Cá này em bữa dính con cá chê vàng nè các bạn. Trắng. Chê trắng cá lộn. Ê có tung em ơi. Có tung đầu nè. Một đầu bên đây nè. Kìa. Ê hình như tao không linh mày. Mà đặt sâu cái để nó cỡ này mà không sâu gì nữa ông ngập cái miệng hôm rồi. Qua bên kia thăm cái lời truyền thống nữa với vài cái lời nữa. Ôi, nó lội lên bận luôn. Ủa sâu dữ vậy. Wow.
ơi da, ngang lưng quần. Nhớ không? Trời ơi, cua là nó ngồi lên kìa. Ê, 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 nó chuyển lời em ơi. Cái này chuyển lời là dính á. Ừ. Nó chuyển lời nè. Lũng cua cắn lũng. Ê, cho kỳ với ta. Thôi bẻ ra làm mồi luôn đi. Bẻ nó để trong bao, để trong đó luôn. Chỗ này ngon quá mà không dính đâu. Lại cái kia. Ừ. Đi tới lui lại. Đây Cường thăm cái kia luôn. Đây, đây là bông súng chỉ. Để đây. Ui da, cái gì nó cắn nhớt nhớt của con dắt. Trời ơi, ông nội ơi, nó đó nè. Con dắt. Nè nè các bạn, ông đi dưới nước này nè. Nó ngứa ngứa. Nó như con đẻ nhưng mà nó nhỏ các bạn. Nè nó đo nè, nó kiếm máu á. Nó kiếm bám máu nó hút nè. Nó đo nó hửi máu hay lắm. Đó. Quẹt miếng bột bạc vô dứt. Đó. Mấy con này phải xử nó các bạn. Để nó là nó ngứa lắm. Nó cắn nó hút máu ra máu hoài luôn á. Không cầm máu được. Rồi. Tìm thấy các bạn đang nằm tú bên đây. Trời ơi cá gô chết sình rồi kìa. Giờ cá gô bị chết là tức có cá lớn giặt nó. Một lần cá nhỏ chết là toàn cá bự trong đó. Kỳ kỳ vậy trời. Cá gô mè nó chết sình luôn các bạn. Rồi đi tiếp nữa các bạn. Cái là ship sao rồi? Trung Quốc hả? Rồi tới cái là truyền thống đây. Bữa có dẹt cái đầu trống không có dính cá chứ. Ồ không có dính em ơi. Cỏ giật giật cá lội. Tiếp tục qua bên đây. Cái đầu em phải môi ra cho trống ra. Cái lời truyền thống á. Cái mà cái đầu của nó em môi cho trống cái miệng ra. Trống miệng á. Thọt cái dưới, thọt cái dưới cái ngay cái miệng đó em giờ trống trống nha. Nhưng mà cái miệng phải trống. Đó cái lời truyền thống mà cái miệng phải trống. Ừ. Ôi. Ôi ôi ôi. Ôi nó xong cái gì? Bẻ bông súng chỉ về không có kho ăn các bạn ơi. Mày đứng góc đó không ơi. Đâu rồi? Đâu rồi, rồi, rồi? Đây đây đây. Bông súng chỉ đây. Chỉ. Đó. Ngon nè. Cái này nào nổi đang cũng ngon nữa đó. Ờ ăn vô đây luôn. Cái này ăn. Về lặt cách một rau luôn á. Đâu có lặt gì đâu, em vũ cho sạch gì nè, em ăn cái cọng chỉ của nó thôi. Đó gì nè, xong rồi nè. Đó nè, không ăn lá nha. Chỉ ăn cái cọng thôi. Ăn luôn như con bò vậy đó. Trời ơi. Đó, quá trời muối. Bỏ cái lá nữa các bạn. Rồi. Vô đây là mình chấm cá con rồi nè. Rồi. Cũng chỉ nè các bạn. Đó, với mã đề nè. Quá trời luôn. Nằm ngay cái lờ luôn rồi nè. Để về chấm cá kho. Mò xuống đây là đụng nguyên cái bụi của nó là nhổ thôi. Đây là cỏ xả mà nó bén lắm. Cỏ du. Ôi không đụng cái gốc nữa ta. Phân theo cái dây nữa. Phân theo dây ha. À đụng đụng. Trời ngon nè. Nhỏ quá. Tí tí tí. Bây giờ ta gọi là bông chứng chỉ nè. Là nó đó. À, có thiếu à, đã kìa. Ừ. Rửa sạch dứt. Rồi để bẻ đây, cho nhanh các bạn. Đây cảnh cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Bông súng chỉ nha. Đây. Nó có một cái bông nhỏ nè. Bạn thấy không nè, tặng cảnh cho các bạn xem cho kỹ. Nó cũng là như bông súng mình thôi. Nhưng mà được cái là nó là bông súng gừng á. Cho nên nó nhỏ như cọng chỉ vậy nè. Mình ăn nguyên cả sợi gì luôn. Không cần lột gì hết các nghe các bạn. Chấm cá kho ăn nhức nách luôn. Đó, tuyệt vời chưa? Được mớ rồi nè. Rồi, về đủ ăn rồi. Chấm cá kho.
hết bài. Rồi giờ đã xong các bạn ơi, đi muốn lỡ háng, muốn hư háng luôn các bạn. Cái thằng này nó bị đít lép luôn rồi nè, chứ không còn hở háng. Rồi đây cho anh em xin được quá, đây là cái gì ta quên, là bông súng chỉ, người ta còn gọi là bông súng ma phải không Thọ, đúng không? Đây là bông súng chỉ nha các bạn, về mình để nguyên không cần lột vỏ, mình rửa sạch thôi rồi là mình chấm cá kho ăn. Rồi thọ phủ cái Thọ. Nhầm người gì? Nhầm người kêu cao chàng gì đó. Cao chàng hả? Nó chung chung với hẹ nước đó các bạn. Đây thành quả của hôm nay là trồn thì 7 kê nó ngập hết rồi, người ta không nói đi. Còn lờ là hôm nay nè, thành quả của hôm nay lờ nè các bạn, 18 kg cá. Đầu đếm thử coi được bao nhiêu con. Mình sáng quay rồi. Nè đó, thấy chưa? Cá đồng không à, ngon lắm. Thì chứ cá dính trong đồng mà không lẽ nói, nhưng mà về nhà mới ngon, không lẽ gọi là cá thành thị. Còn đây là nó không có ngon. Ở đây không ngon phải không, về nhà mới ngon phải không, thành món mới ngon đúng không? Được 4 con cá lóc, 2 con cá rô mè các bạn. Thôi cũng được, hai anh em cũng được bữa ăn. Này cá lóc cả này nè các bạn, ngon ghê, này cái bụng nó chấm đen phải không? Nhìn cái bụng thôi là đã muốn nấu cái nồi canh rồi nè. Cá ú ghê ha. Nhìn cái bụng đó đã muốn nấu cái nồi canh rồi đó. Nó ngọt, cá đồng nó ngọt lắm các bạn nè. Chấm đen quá trời luôn. Cá đồng nó đầu nó dài. Đúng rồi. Bây giờ anh em nghỉ ngơi ra uống miếng nước cái đã các bạn. Thì thành quả hôm nay tâm lời cá là được 2 con cá rô mè nè. 4 con cá lóc nè các bạn. Rồi video của Cường cũng đến đây cũng xin tạm dừng các bạn. Tại vì video cũng hơi dài rồi, cũng chia sẻ để tương tác với các bạn luôn, tại vì lâu quá cũng ít ra video các bạn. Thì kênh nó mới đề xuất thì cũng như anh em xem để mà giữ vui giải trí. Rồi tuy nó không có thành quả thì anh em xem có thể là tương tác với Cường hoặc là comment có điều gì cần hỏi, và có điều gì đó muốn Cường làm một cái video đó, các bạn có thể comment luôn nha. Thì đến đây thì Cường với Thọ cũng xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Đây là kênh của Thọ là Đi Rừng. Rồi né nữa không, ông chùm né camera nè các bạn thấy không? Chạy lũi rồi kìa chưa? Đó lũi cái mặt, lũi xuống không bao giờ dám ngước lên nè không? Thôi đi. Nè ngước lên các bạn. Ngước lên. Nó chơi. Xin chào tất cả các bạn luôn nha. Bye bye. Mũi cắn te đầu đây nè.